Gửi đến cho các bạn video thấy âm trên kênh Cường Nguyễn Bùi To. Vâng, cú đá doanh người rất đẳng cấp của Cường Nguyễn Chim Cu Tê. Cường Nguyễn là một con chim đại bàng rơi từ đỉnh núi Amazon xuống ở Việt Nam, và anh đã định cư ở Hà Nam và anh làm tổ đây. Anh năm 2005 anh đã bay lên. Rồi vào lên. Mỗi duyên xưa tình này chỉ là mộng thương. Anh này như chẳng đang lúa. Thôi em mỗi duyên ta đành lỡ. Ra quay cho em cái video đấy, anh muốn lăng nhăng nhỉ.